Xin chào mọi người, thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái vòng cổ của thằng Cartier mọi người ha. Và ở mặt trước nó sẽ có chữ love love mọi người ha. Cartier mọi người, đây là cái đặc trưng của Cartier nè, nó có chữ love. Thì kiểu như cái này phiên bản đặc biệt hay sao mọi người. Nhưng mà cái này là mình bán hàng like new mọi người ha. Khách có mua và khách có muốn nhờ mình thanh lý lại á. Và đây là cái giấy tờ của thằng Cartier mọi người nè, nó vẫn còn giấy tờ mọi thứ ở trong mọi người ha. Đây là cái này là vàng made in 18k gold nè, là vàng 18k gold với lại platinum 950. Đó, cái này kiểu như đây là một cái giấy chứng nhận của nó mọi người ha. Là sao mình sẽ có những cái mã code riêng hay là cái gì đó của thằng Cartier. Đó các bạn coi, các bạn sẽ hình dung ra ha. Và cái này chắc hình như là không còn bóp, không còn gì hay sao. Thành ra là mình chỉ còn một cái vòng thôi mọi người ha. Đây là cái này là giống như là cái sợi dây chuyền này mọi người. Và mình rất là thích một cái đặc biệt là cái sợi dây chuyền này nè. Nó sẽ có giống như là bình thường các bạn mua nó sẽ có cái logo đặc trưng của thằng Cartier là cái này mọi người ha. Đó các bạn thấy không? Nhưng mà cái em này nó có chữ bằng chữ là nó sẽ có chữ love đó mọi người, love á. Đó thấy không? Rất là đẹp nè. Và cái này nó sẽ có một cái cục đính các này là mình nghĩ là kim cương hoặc là hột xoàn nhỏ thôi mọi người, chứ không có to. Đó các bạn coi nè. Thấy không? Rất là đẹp khi mà các bạn mang cái em này. Và cái này nó sẽ làm rất là hay mọi người ha, kiểu như là một cái vòng á, một cái dây nè, nó quấn lại mọi người nè, chứ không phải là một cái sợi bình thường thôi. Đó. Và ở đây mọi người là nó sẽ có thêm những cái phần mắt để các bạn đây, nó sẽ có hai mắt nè, các bạn có thể đeo giống như là một cái vòng tay á, các bạn ăn dây các bạn đeo quấn thêm một sợi nữa thì nó giống như là một cái vòng tay hai vòng mọi người ha, các bạn mang sẽ rất là đẹp ra. Còn không thì các bạn có thể đeo cổ cũng được nữa. Tại vì là mình là nam á, thành ra là cái cổ của mình nó hơi to. Cái này dành cho nữ thôi mọi người ha. Nam thì mang chắc là khó lắm mọi người. Nó sẽ rất là to. Đó, các bạn thấy không? Rất là đẹp đó mọi người. Và cái em này khách muốn bán lại với một cái giá là 40 triệu. Thì cái em này khi mà các bạn mua mới thì nó rất là mắc. Mà khi mà bán lại thì nói chung là nó cũng sẽ lỗ. Nhưng mà khách muốn ký gửi mình á, thành ra là mình sẽ bán cho khách với cái giá mà khách mong muốn là 40 triệu mọi người ha. Đây là cái phần móc nè. Đó, các bạn có thể móc cái phần ở đây hoặc là móc cao hơn một xíu nữa nếu mà cái cổ của bạn hơi nhỏ mọi người ha. Thì với mình thì mình thấy là cái em này nó giống như là một cái sợi dây chuyền mà bạch kim ở ngoài mình hay làm mà mang cũng được. Nhưng mà các bạn mua cái em này chỉ là mua thương hiệu thôi mọi người ha. Còn chất lượng thì mình thấy là cũng ok, tại nó là vàng. Còn những cái thương hiệu giống như là Chanel hoặc là những cái khác á thì nó sẽ rất là dễ bị ten, bị hư mọi người ha. Còn với cái em này thì các bạn mang thoải mái nè. Đó, thì cái em này hiện tại mình đang có sẵn ở shop luôn, nếu mà các bạn có muốn tới thử thì các bạn có tới thử ha. Thì nếu mà mọi người thích cái video này, mọi người thích cái vòng này, mọi người nhớ cho mình một like, nhớ subscribe kênh YouTube của mình, bấm thông báo cái bên để nhận những video mới của mình, nhớ cho mình một tip và một detox. Bye bye cho mọi người.